quý vị. Ngày hôm nay xin phép tôi thử cái này là phải có. Ngày hôm nay mùng 1 tháng 11 thực ra là ngày rất ý nghĩa với tôi. Cách đây đúng 29 năm thì tôi bước chân vào nghề báo với một cây bút, một cuốn sổ và cái máy đánh chữ. Thì 29 năm sau đứng trên một cái vị trí rất là trang trọng như thế này và được nói về một câu chuyện mà chắc là 30 năm trước chúng ta không thể tưởng tượng được. Thực ra chúng ta đến giờ phút này vẫn luôn nói rằng là nội dung là vua, đúng không ạ? Tiếng Anh có câu là content is king. Nhưng trong thời buổi công nghệ hiện nay có thêm một từ nữa, tức là công nghệ là nữ hoàng, technology is queen. Thế nhưng còn nhiều vấn đề nữa liên quan đến sự sáng tạo, nhưng nó cho thấy là công nghệ hiện nay có tầm quan trọng như thế nào đối với báo chí và truyền thông. Cũng như thầy giáo vừa nói thì công nghệ vừa được coi là bạn, vừa coi là thù. Trên thế giới có một thuật ngữ bắt đầu từ năm 2010 gọi là frenemy, vừa là friend vừa là enemy. Và công nghệ nếu chúng ta không biết sử dụng đúng đắn thì chưa chắc nó đã gây được những cái tác động. Nhưng nếu chúng ta sử dụng được một cách hiệu quả thì công nghệ sẽ có vai trò vô cùng to lớn. Hôm nay chúng tôi xin báo cáo với quý vị. Không được nhỉ? À được rồi. Cái khoảng cách này là hơi xa một chút. Cái này là thù ấy. Nói đến công nghệ thời buổi hiện nay thì chúng ta đều nói đến Big Data. Và nói đến Big Data thì nó có hai cái khái niệm gọi là dữ liệu mà có kết cấu và không kết cấu. Dữ liệu có kết cấu là gì? Là các giao dịch, là các cái log data, các bảng thống kê. Nhưng cái dữ liệu mà gọi là không có kết cấu mới là những thứ mà báo chí chúng ta thường xuyên gặp phải. Từ video, từ âm thanh, từ email, từ các nghiên cứu, từ các social media feeds và đủ loại công nghệ khác. Và nói đến Big Data, trong báo chí chúng ta nói về cái dữ liệu rất là lớn. Có bốn chữ T ở đây. Một là cái dữ liệu rất lớn, thứ hai là cái đòi hỏi cần phải phân tích một cách rất là nhanh chóng. Trước đây nhà báo chúng ta xem xét những cái dữ liệu thì có thời gian để mà nghiên cứu, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ là real time. Làm thế nào để phân tích thật là nhanh chóng. Rồi là còn rất nhiều loại dữ liệu khác nhau và làm sao chiết xuất nó ra để lấy được cái giá trị đó và đưa đến với công chúng. Là trong cái slide kia. Có nhà báo tên là Martha Stone trong một cái nghiên cứu gọi là Big Data cho báo chí đã nói rằng là Big Data là một cơ hội vô cùng lớn đối với các cơ quan báo chí, nhưng nói chung là chúng ta chưa khai thác được. Hiện nay với Big Data thì báo chí chỉ khai thác được đâu đó giữa cái phần information là thông tin và kiến thức mà thôi. Chúng ta chưa đẩy nó lên được thực sự lên mức độ kiến thức và chưa được đẩy lên mức độ cao nhất là wisdom trong cái gọi là tháp gọi là Maslow mà chúng ta đang áp dụng ở đây. Trước đây thì các nhà báo tạo nên cái giả thuyết rồi tìm kiếm dữ liệu để chứng minh, nhưng bây giờ là trong rất nhiều trường hợp chúng ta bắt đầu khởi sự là từ những bộ dữ liệu. Cái này có trục trặc nhỉ, không thể điều khiển được. Lật giúp anh ấy. Thông thường thì chúng ta chỉ nhìn những con số của các nhà báo, nhìn ở bề ngoài thôi mà không tìm thấy được cái giá trị bên trong. Các nhà báo chúng ta, kể cả những người làm trong các lĩnh vực như kiểu tài chính, rồi là trong rất nhiều lĩnh vực liên quan con số cũng vậy thôi, chúng ta chưa biết cách thức phân tích các dữ liệu. Và ở đây thì trong các cơ quan báo chí dần dần người ta thấy cái sự cần thiết giữa khoa học dữ liệu và báo chí. Và trong các cơ quan báo chí hiện nay cần một cái con người gọi là data scientist, những người có khả năng phân tích dữ liệu. Tôi tin là ở các tờ báo Việt Nam thì không có những người có vai trò này, như ở trên thế giới thì đã có rất là nhiều. Trong các tòa soạn như là New York Times, như là Huffington Post và rất nhiều tòa soạn khác thì vai trò của người gọi là chuyên gia về phân tích dữ liệu là vô cùng quan trọng. Và Big Data được ở trong báo chí được sử dụng vào rất nhiều cái mục tiêu, từ việc phân tích, từ việc tối ưu hóa nội dung, từ việc xác thực comment, từ làm việc gọi là hỗ trợ để nhắm trúng mục tiêu với những đối tượng quảng cáo, vân vân. Ví dụ như đây là một cái tờ trang điện tử Huffington Post sử dụng dữ liệu lớn, nó có thể phân tích được từng nhu cầu của từng loại độc giả để cung cấp những nội dung phù hợp với từng loại độc giả như vậy.
Và Big Data trong báo chí được sử dụng rất nhiều trong những lĩnh vực như là để cảnh báo sớm khi có breaking news, để phân tích nhu cầu độc giả, hiểu cái cách họ tiêu dùng tin tức để cung cấp thông tin và trích xuất dữ liệu và trình bày dưới dạng là báo chí dữ liệu. Báo chí dữ liệu là một khái niệm mà khi chúng tôi bắt đầu làm, cá nhân tôi bắt đầu biết đến báo chí dữ liệu là năm 2004. Nhưng lúc đó thì chưa có cái khái niệm gọi là báo chí dữ liệu, thì chúng tôi bắt đầu mày mò làm việc này. Cá nhân tôi là đi học ở bên Anh về infographic, lúc đấy là những một, có lẽ là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam đi học về báo chí dữ liệu. Và dần dần thì chúng tôi bắt đầu áp dụng năm 2007, 2010. Chúng tôi là một trong những cái người đầu tiên ở Việt Nam mà sản xuất cái loại nội dung thông tin gọi là thông tin đồ họa. Cái phần này chúng tôi sẽ đi qua rất là nhanh thì lập để quý vị cùng thấy được cái giá trị của báo chí dữ liệu. Báo chí dữ liệu ngày càng trở nên cần thiết đối với vai trò báo chí là dần như vậy. Vì hiện nay là độc giả, người ta cũng phụ tin báo chí chúng ta nhiều lắm. Người ta cho rằng là với nhà báo khi viết ra như vậy đều có một quan điểm trong đầu, nên thôi đưa hết dữ liệu thôi cho chúng tôi tự phân tích. Các độc giả bây giờ đều cho rằng họ là những người rất là thông minh, họ là smart user, smart audience, nên họ không cần thông qua cái quan điểm của nhà báo hay tờ báo nữa, mà họ muốn tự nhìn những cái hình ảnh, những số liệu. Đây là những ví dụ mà chúng tôi làm từ những năm 2004 để biến những cái nội dung rất là nhiều, rất là phức tạp thành những đồ thị, đồ họa, biểu đồ, biểu bảng rất là đơn giản như vậy. Lần nữa em. Phần này chúng tôi cũng đi ra qua rất là nhanh vì ý nghĩa của báo chí dữ liệu thì có lẽ là chúng ta đều cũng nghiên cứu ít nhiều. Đó là những phương pháp mới để kể chuyện và nhìn sự vật sự việc theo một cách thức khác. Đây là những hình mà chúng tôi đã sử dụng làm từ rất là lâu, lần trước anh. Và hình thức thể hiện cơ bản của báo chí dữ liệu thì thứ nhất là qua những hình ảnh thị giác đồ họa, thứ hai là những đồ họa tương tác, và thứ ba là những bài viết dùng trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi có thể đi qua nhanh một số ví dụ. Ví dụ như những cái nội dung làm rất là cầu kỳ mà chúng tôi theo dõi một cái giải thưởng trên thế giới gọi là giải thưởng về báo chí dữ liệu. Thì đây đều là những tác phẩm đã được gọi là gần như có là kinh điển trong báo chí dữ liệu, lật giúp anh ấy. Ví dụ đây là những cái bài trên The Guardian, vừa rồi là The Texas Tribune, những cái nội dung mang tính chất gọi là dữ liệu mà chúng ta không thể đào được, xem được, hiểu được hết thì đã được biến hóa trở thành. Tôi rất thích một cái nội dung báo chí dữ liệu, đây là của hãng Reuters. Thông tấn xã Việt Nam thì có quan hệ với nhiều hãng thông tấn trên thế giới, trong đó có cả Yonhap của Hàn Quốc. Và sau một thời kỳ có lẽ là hơi chậm chân thì các hãng thông tấn thế giới giống như Yonhap, như Kyodo, như Reuters, như AP đã vượt lên và trở thành những cái đơn vị làm báo chí dữ liệu khủng khiếp như thế nào. Đây là cái nội dung khá là đặc biệt cho nên tôi xin mời quý vị xem một chút thôi. Trên cái ấn vào cái Social Power, trên chỗ Past and Current Leaders, ấn vào bất kỳ một cái hình đó. Đây là Hồ Cẩm Đào. Đây là toàn bộ hệ thống dữ liệu về hệ thống quan hệ của tất cả các lãnh đạo Trung Quốc được theo dõi trong một kỳ thời kỳ rất dài, và người ta tổng hợp lại. Và các anh chị thấy là cứ từ người này lân sang người đó, người ta biết những người này có mối quan hệ với nhau thế nào. Nếu chúng ta triển khai theo kiểu chúng ta viết bài thông thường thì chúng ta không thể nào nó có một trực quan như thế này được. Nhưng khi chúng ta có cả một hệ thống dữ liệu khổng lồ thì biến nó thành một hệ thống như thế này thì rất là dễ theo dõi. Xin trở lại cái mic của tôi. Hai nhiệm vụ của Panama Papers, chúng ta đã biết cái hồ sơ cái này lên đến hàng ngàn terabyte, và nếu mà không sử dụng bằng những hệ thống công nghệ thì chúng ta không thể có những nội dung khủng khiếp như là cái sự kiện Panama Papers lần thứ hai. Và đây là một số những cái giải thưởng của giải gọi là báo chí dữ liệu toàn cầu. Đây là giải của năm 2019. Chúng tôi lật nhanh những cái nội dung này vì là nếu có đường kết nối trực tiếp thì tôi sẽ giới thiệu quý vị xem trực tiếp, nhưng điều khiển từ xa nó hơi khó. Tôi xin giới thiệu một cái cuối cùng, cái thứ tiếp theo. Đây ạ, đây là cái cuộc đua để cứu cái sông Hằng ở Ấn Độ, cũng do hãng Reuters triển khai. Xin cho sang cái đây ạ, xin kéo xuống dưới.
Nếu bình thường chúng ta cái đường link ấy, đường link bên ngoài ở chỗ internet Chrome. Cái thứ hai bên cạnh cái lập cái tab thứ hai the race to save river. Cái tab thứ hai đó đề nghị kéo xuống ạ, kéo có con chuột cho nó chạy xuống, cứ kéo đi kéo xuống. Chúng ta thấy rằng là cách thức làm báo hiện nay nó như vậy. Chúng ta không chỉ biết dùng lời lẽ thì chúng ta phải sử dụng những hệ thống dữ liệu nó rất trực quan và nó khiến mọi người tìm hiểu về vấn đề này một cách rất là đặc biệt. Kéo nữa xuống, mọi người sẽ thấy một cách thức đấy ạ. Đây là cách thức làm báo hiện đại bây giờ. Còn nếu chúng ta viết theo kiểu cũ với những text ảnh thì dù hàng trăm hàng nghìn bài chưa chắc đã hiệu quả bằng những hình ảnh kiểu dạng như vậy. Thì quay trở lại bài của tôi, đây là cách thức làm mà bản thân chúng tôi khi làm từ đầu chúng tôi cũng không hình dung được là nó sẽ quy mô phát triển đến mức độ như thế này. Khi chúng tôi làm ở thủ xã Việt Nam thì như đã báo cáo, bắt đầu từ khoảng 2004 chúng tôi đã đi những bước đi đầu tiên, xin lỗi, bằng cái hình thức đơn giản như vậy. Sau đó chúng tôi hợp tác với hãng AFP của Pháp, triển khai kể cả những đồ họa tĩnh cho đến đồ họa động. Lật nữa đi em ơi. Từ những loại tĩnh như thế này cho đến đồ họa động vào năm 2010 khi chúng tôi triển khai cái giải bóng đá World Cup. Lật nữa. Trong xã đầu tiên là em lật nữa em món này. Nữa. Năm 99 bắt đầu làm món này. Nữa. Hai thằng làm ở trên cái trang. Những cái này chúng tôi làm hết cùng năm 2004-2007. Lật nữa. Và đây là một cái lượt chuyển đổi trước. Khi chúng tôi làm cái này chúng tôi cũng không biết nó gọi là báo chí dữ liệu. Đây là trang người Việt ở nước ngoài mà thông qua Việt Nam làm với Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Và chúng tôi lúc đó đã làm những cái bản đồ như thế này, mà khi chỉ cần di cái con chuột vào cái nước nào thì toàn bộ dữ liệu về người Việt ở nước đó sẽ hiện lên. Nhưng lúc đó như đã nói, chúng tôi không biết nó gọi là báo chí dữ liệu. Nhưng về sau thì chúng tôi đã phát triển lên rất là nhiều. Xin mời lần tiếp. Đây là cái trang World Cup 2010 chúng tôi làm với AFP. Và sau đó nữa là cái trang World Cup 2014. Đây là bắt đầu theo tính tương tác, sử dụng hệ thống dữ liệu rất là lớn. Và thậm chí nó được dự đoán được, ví dụ như hai đội gặp nhau thì dựa trên lịch sử của tất cả những trận đối đầu sẽ dự đoán được tỷ lệ 30% là thắng hay là hòa hay là thua. Tất nhiên cái này thì bóng đá thì chúng ta biết, kể cả đội yếu nhiều khi cũng có thể thắng được đội mạnh. Nhưng sử dụng dữ liệu để gọi là đưa ra những nội dung phỏng đoán như thế này thì chúng tôi đã làm từ những năm 2010-2014. Xin lập tiếp ạ. Và đây là những bước tiến có thể nói là rất là xa của thông xã Việt Nam. Bài viết này sử dụng, đây không phải là bài viết đầu tiên sử dụng gọi là báo chí dữ liệu, nhưng đây là bài viết đã đạt giải nhất giải A của giải báo chí quốc gia, nói về cái ma trận giá cả dược liệu. Khi chúng tôi làm cái nội dung này với một cái lực số lượng data lớn như vậy, làm thế nào để trình bày lên đây cho nó thật là dễ hiểu thì chúng tôi đã phải mày mò và sắp xếp. Nếu mà các bạn lập trình theo kiểu thông thường để đưa hết tất cả những dữ liệu này lên thì vô cùng khó khăn. Tuy nhiên cuối cùng chúng tôi đã tìm ra những công cụ và mua những công cụ trên thế giới. Xin cho sang cái bản web này. Cuối cùng nhé. Rồi. Đây là dừng đây. Kéo xuống một tí nữa. Anh ấn vào những cái nút màu bên dưới đi. Nút màu bên dưới. Chỗ đó. Mọi người thấy không ạ? Khi ấn vào đó bắt đầu nó chuyển động. Và những cái nút mà càng to tức là giá trị càng cao. Khi đó chúng tôi làm một cái nội dung về một cái giá dược liệu, nhưng mà trong các cái nhà thuốc, các tỉnh thành ở Việt Nam biến đổi có thể chênh nhau hàng trăm lần. Thế nên mình muốn gọi là thể hiện cái điều này, không có cách nào đơn giản hơn là thể hiện bằng những cái phương pháp là dữ liệu như vậy. Thì bài này được đánh giá rất là cao vì không chỉ cái nội dung rất là hấp dẫn, không chỉ ở sự dấn thân của phóng viên, mà cái việc gom góp những dữ liệu như vậy và trình bày bằng cách thức vô cùng độc đáo thì đã đoạt giải A của giải báo chí quốc gia. Xin quay trở lại cái bài thuyết trình. Còn nhanh thôi ạ. Rồi không có thời gian cho nên đây cũng là bài tai nạn giao thông. Chúng tôi làm cũng rất là cầu kỳ, làm cả tiếng Việt, tiếng Anh và sử dụng những cái bản đồ, biểu đồ rất là phức tạp như vậy để trình bày. Và cuối cùng nói đến Big Data thì không thể nói đến trí tuệ nhân tạo. Thì
Thì hiện nay trên thế giới cũng như tại Ngân sách Việt Nam chúng tôi đang áp dụng rất là nhiều. Ví dụ như công cụ dịch tự động. Dịch tự động bây giờ thì rất là cao cấp, nó không giống như Google Translate từ cái thủ ban đầu chúng ta nói. Mà dịch tự động bây giờ nó giúp cho năng suất chúng tôi có thể tăng lên khoảng 200-300% với những người dịch giỏi. Hay là cái công cụ này thì ở Quốc hội cũng đã áp dụng rồi, tức là đại biểu chỉ cần nói là tự động biến thành văn bản. Đây là cái gọi là cái chat mà chúng tôi đã áp dụng trên báo điện tử Việt Nam Plus từ cuối năm ngoái, bây giờ là đúng một năm. Để chúng tôi dự kiến sẽ áp dụng rộng rãi hơn trên các cái nền tảng khác của Thông tấn xã Việt Nam, nó giúp cho tờ báo tương tác rất là nhanh chóng với độc giả. Đây là người gọi là MC đầu tiên trên thế giới mà làm bằng trí tuệ nhân tạo hoàn toàn. Đây là con người không có thật của Tân Hoa Xã của Trung Quốc. Đây là phiên bản đầu tiên bằng tiếng Trung, nên phiên bản tiếp theo bằng tiếng Anh, và một phiên bản mới hơn nữa là một cô gái, thì không chỉ ngồi như này mà đứng được, biểu cảm trên khuôn mặt, tay cũng giơ chân giơ tay như bình thường. Và làm như thế này nó rất tiết kiệm ở chỗ là chúng ta không bao giờ lo phải tăng lương cho nhân viên cả, không bao giờ lo nghỉ đẻ cả, làm việc là 24/7. Từ Big Data thì bây giờ tự động sản xuất ra video, ra văn bản, ra đồ họa là bình thường. Ví dụ chúng tôi chỉ cần gõ một cái chữ là, giả dụ như là vụ 39 người thiệt mạng trong container chẳng hạn, chỉ cần gõ một chữ như thế là hệ thống tự động gọi là làm một cái video rất là ngắn gọn và gọi là tự động biên tập thành cái video hay là một cái đồ họa. Còn trí tuệ nhân tạo bây giờ viết tin thì là câu chuyện đã phổ biến trên thế giới rồi. Tôi xin giới thiệu một cái hệ thống gọi là OpenAI. Cái này có ông Elon Musk, một gọi là thiên tài công nghệ hiện nay, đầu tư vào cái này. Hệ thống OpenAI có khả năng viết tin mà viết hay đến mức độ công ty này không dám tung ra thị trường. Bởi vì chúng ta chỉ cần đưa một cái keyword, giả dụ bây giờ chúng ta đưa keyword là rác thải tái chế, nó có thể viết ra một bài nói về tác dụng của rác thải tái chế nọ kia, nhưng nó có thể viết ra một bài hoàn toàn ngược lại quan điểm mà viết đúng như thật. Nên trong tương lai, cái sự phát triển của công nghệ dữ liệu lớn trong việc truyền thông, nó có rất nhiều cái hay, nó có rất nhiều cái nguy hại mà chúng ta không kiểm soát được. Khi sử dụng những hệ thống trí tuệ nhân tạo, nó có thể viết ra hộ các nhà báo những bài viết tuyên truyền chính sách rất là hiệu quả, nhưng nó có thể viết ra những nội dung mà chúng ta khi không kiểm soát được mà dẫn đến tin giả, nó dẫn đến thông tin sai lầm như thầy An vừa nói. Xin cảm ơn quý vị lắng nghe. Cảm ơn nhà báo Lê Quốc Vinh với phần trình bày rất là ngắn gọn của mình, nói về